chào tất cả quý vị các bạn. Bây giờ là 14 giờ ngày 29 tháng 7. Hiện nay mình đang quan sát trên cái camera trên cái ứng dụng Biên Hòa Smart vừa tải về đây. Mình đang xem trực tiếp trên cái camera ở ngay cầu Sập hôm nay. Đó, đi thẳng đây là hướng về đường công viên 34 này. Quẹo bên phải quý vị, đây là phía đường Hồ Điều Xiển. Thì đường Điều Xiển có một cái chốt ở bên tay phía này, ngay cái cây xăng Tân Viên nhé. Còn mà ở bên phía cầu Sập hôm nay thì có một chốt ngay cái trường nghề 26 tháng 3. Hôm nay thì trời cũng đang mưa. Phía chị phía trước đây là trường nghề Sembo này. Đó, trước mặt các vị nó có một cái chốt là ngay đây. Mình có cập nhật cái tình hình hôm nay ngày 29 cho mọi người. Rồi mình xin chào mọi người nhé.